Xin chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Nghĩa, Nguyễn Tu Nghĩa, nhân viên sửa chữa của Lato 24 giờ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái ban liên quan đến một công tắc đóng mở sử dụng bằng sensor, có tên là H. Tên của một nhà vật lý đã tìm ra cái nguyên lý này. Thì ở trên công tắc ấy, thì người ta để cái con linh kiện này. Đấy, và khi mà các bạn quan sát này, khi mà con từ trường của lao châm này làm cho cái máy này nó tắt màn hình. Đấy, khi mình bỏ lao châm ra thì cái màn hình lại tiếp tục sáng lên này. Đây, mình làm lại. Đấy, cái màn hình khóa bỏ ra thì nó lại sáng lên. Thì nguyên lý là khi có nam châm ấy, tạo ra từ trường ấy, thì nó sẽ làm cho cái con IC này nó đóng mạch. Và người ta sử dụng cái nguyên lý này là để khi mà màn hình ở trên màn hình này, người ta sẽ để một cái nam châm ở trên màn hình này, và khi mà chúng ta gặp màn hình xuống đến một mức độ nhất định thì sẽ nam châm này nó tạo ra từ trường vuông góc với con IC này và làm cho con IC này đóng mạch, nên màn hình nó chuyển sang chế độ cắt. Đây, con IC này có tên là APX9131. Thì một chân của nó là nó lối xuống đất, và một chân tiếp theo nó được cấp nguồn nuôi, và cái chân còn lại là chân có tên là lead SVK. Khi mà không có từ trường tác động vào con IC này thì IC được nuôi 3V3, và cái chân nít SVK này nó cũng ở chẳng hạn 3V3. Còn khi mà có từ trường ở đây thì tác động vào con IC này thì làm cho cái chân này nó điện áp thấp, và khi cái điện áp thấp thì cái màn hình này nó bị khóa lại, màn hình này nó ngắt nguồn ở trên màn hình, đưa cái máy này về chế độ sleep. Đây mình sẽ đo cái điện áp. Đây là điện áp nuôi cho IC, và đây là điện áp của con nít. Chân nít giờ mình bỏ từ trường vào đây. Đây các bạn đã nhìn được chân này nó thoát điện xuống mát và không có điện áp trên này, và cái màn hình cái máy này chuyển sang chế độ sleep. Mọi chế độ của máy này nguồn trước nó ngắt hết. Và chúng ta bỏ con nam châm này ra. Đấy, thì cái máy này tiếp tục được khởi động lại. Và đấy. Thì con IC này nó sẽ trực tiếp là nuôi bằng nguồn 3,3V, và khi con IC này bị dò nó liên quan cái đường NIC này thì cũng gây ra cái lỗi là không bật được nguồn, và rất nhiều máy là bị lỗi con IC này dẫn đến không kích được nguồn.